ghét nhân Jin á. Thì lúc đầu á, không sao, nhưng sau một thời gian á, là cái cao su thun này nè, nó chai nó cứng, cái độ đàn hồi độ co nó là độ ép vô nè, nó không có được nhiều nữa, nó sẽ làm cho cái vòng sắt này nè nó cọ với cái miếng nhôm, mà nhôm với sắt á thì nó ma sát với nhau thì nó mòn hơn so với sắt với sắt. Cái của Yamaha mấy thằng Cirrus á, nó sẽ có một cái khung sắt trong đây nè, cái miếng sắt nó ma sát cái miếng sắt nó sẽ không có bị mòn nhiều so với cái nhôm với sắt nè. Giờ mình sẽ phải thay nó. Miếng bên đây khớp nè, miếng bên đây để cho hai cái mặt bo không tròn ở ngoài. Ép xuống đút vô coi chừng nó bị rớt ra các bạn, nó bắn cái mất tiêu luôn, robot bắn bi luôn. Bạn có chơi robot bắn bi không? Giống giống vậy đó. Rồi cho nó ngay cái lỗ xỏ vô. Không đẹp không đó. Nhìn cái hai màu nhơ nó chớp ở mình chơi lấy cái chai thuốc tẩy màu hồng của Thái Lan các bạn, quét lên nó sôi bọt cái nhôm này luôn, giờ nó đục ngầu hay ghê. Nhưng
nhát tay quá, nãy giờ đóng là vô rồi. Chốt này nó cũ rồi, hư quá hư rồi. Nên đúc vô hơi khó. Rồi xong bẻ nha, bẻ sang hai đầu. Chạy lên liền. Hơi rung hơn so với cái chân viên. Rồi các bạn sẽ sắp như vậy cho cái hai mặt cong này nè, ở ngoài. Này bộ khó gắn giữ ta. Ép chắc vô chừng nó búng mất tiêu cái viên ri nha các bạn. Đưa vô đó. Cẩn thận cái càng các bạn, bắn tiêu viên bi rồi thu quắc luôn đó. Các bạn chỉnh cho cái thẻ ngay lại con lội vậy. Ngay để nó vô cái cho cái chốt nó vô rồi. Cũng khá là cứng đó. Thấy thấy trên mạng mấy anh làm dễ quá, em làm có vẻ khó khăn đó. Ok, sao cái nút ở trên không vô ta, cái lỗ trên không ngay, không dính cái tách. Ở dưới thì vô. Đó, đẹp. Kì ta. Lỗ trên không ngay lắm. Rồi giờ mình dán lại. Dán chốt vô. Những cái lồng đèn như cái chốt trẻ vô. Khóa lại. Xong. Đẹp. Đó. Nhìn thẩm mỹ không? Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó.
nó hơi gơ một tí, tại vì nó cái khe hở nó rộng quá nè, đó quá rộng. Này chèn thêm một cái thẻ nó chắc được, nó sẽ hơi khó gắn tại vì cái lò xo nó dài quá. Các bạn coi nè, nó đưa vô sát vô tới đây luôn đó, vô cái lỗ này luôn. Cái nhôm này nó không đồng lắm, không đồng màu lắm.